Con này thì các bạn cần copy cho phần link mô tả như video của mình, các bạn mở trình duyệt chính chúc của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn chọn vào mục dash nha các bạn dán cái phần link các bạn copy với mô tả với video của mình, các bạn bấm gỡ nha các bạn. Cái này khá là ngon đó các bạn. Rồi sau khi các bạn dán xong thì các bạn nó tự động nó connect đến địa chỉ với chocolate của tất cả các bạn luôn nha các bạn. Thì con chắc của nó chỗ này nè các bạn copy con chắc của nó nha các bạn. Khoan các bạn, đang mình qua bên với chocolate của mình nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào một hộp quà nè tất cả các bạn. Rồi mình đã claim được là 34.773 triệu token, có kiểu là Shiba BH nha các bạn. Chết bà đi. Rồi nha các bạn bấm vào một claim nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một claim thì các bạn phải chịu phí mạng là 0.002 BNB khoảng 1,2 đô các bạn. Rồi các bạn bấm nút chấp thuận luôn tất cả các bạn. Ok, quốc luôn. Thì ok, để giới thiệu màu xanh là mình đã claim thành công các bạn. Thì mình copy con chắc của nó, mình dán vô bên dưới chocolate của mình nè các bạn. Mình dán vô đây nha các bạn. Các bạn mở tôi cần nó ra nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Con này tổng cung cũng khá là thấp các bạn. Nhờ các bạn bước xuống rồi tất cả các bạn. Sorry các bạn copy con chắc là CH3BH ở chỗ này nè các bạn, chứ không phải là tóc cần Hetmer là dáng của nó tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn mở đi chocolate mình ra, các bạn bấm vào tìm kiếm nè các bạn dán vào nè. Thì mình đã về nè các bạn, mình đã về được là balance của mình đâu ta, quay 34.865 triệu token Shiba BH nè các bạn. Thì các bạn việc copy con chắc của nó các bạn. Hiện tại dự án này mới ra nên chưa cập nhật chút chocolate, nên tất cả các bạn cần tự động thêm tiền mã hóa vào tất cả các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate cho mình ra nè, dán con chắc lại các bạn. Như các bạn sáng con chắc nó không hiện thì các bạn bấm vào tự động thêm tiền mã hóa nha tất cả các bạn dán địa chỉ hợp đồng vào nè. Rồi tên thì các bạn qua đây các bạn coi cái tên của nó nha tất cả các bạn. À wow, các bạn chờ xíu nha các bạn. Tên gì đây Shiba gì? Tên thì các bạn copy cái tên này nha các bạn, to cần Shiba Hummer nè. Rồi cái này nọ đồ các bạn tự gáy vào nha tất cả các bạn. Bạn sao chép này đi. Rồi số tài khoản là mấy ta? Ký hiệu là CBH, số tài khoản 12 nha các bạn. Bạn áp con chắc của mình vào luôn các bạn. Ui, vì lý do dưới quê mình mưa quá nên nó các bạn lát quá các bạn. Tên các bạn dán vào đây nha các bạn. Đứng máy luôn các bạn. Mưa quá mưa các bạn ơi. Bạn dán tên nè, số tài khoản là 12 nha các bạn. Ký hiệu là C3BH nè các bạn. Phan ta, nó coi lại đi. Đúng rồi, C3BH nè. CBH nè các bạn. Rồi các bạn bấm nhịp làm xong các bạn. Rồi các bạn bấm làm xong, chờ nó làm xong chút xíu rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè tất cả các bạn. Các bạn sẽ thấy được 34.865.000 tóc cần Shiba đến đây. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim tóc cần đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.